Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý quan khách, thân hữu, ân nhân, thân chủ, đồng hương và Phật tử. Kính thưa liệt kỷ, hôm nay ngày chủ nhật 27 tháng 9 năm 2015, nhằm ngày rằm tháng 8 năm Ất Mùi, là ngày lễ truy niệm cố bác sĩ Nguyễn Lê Đức, pháp danh Minh Quang, người có công khai mở đạo tràng chùa Hải Đức cũng như có công phục vụ cộng đồng Việt Nam tại thành phố Jacksonville, tiểu bang Florida, Mỹ quốc. Để cho buổi lễ được tiến hành trang nghiêm tốt đẹp, giờ này kính mời toàn thể quý vị tăng lên. Nam mô Xin đại chúng thanh tịnh trang nghiêm dành một phút nhập từ bi quán để tưởng nhớ đến những công ơn của chư vị tiền bối, thánh tử đạo, chiến sĩ hy sinh bảo vệ tự do quốc gia. Phút nhập từ bi quán bắt đầu. Phút nhập từ bi quán đã qua, kính mời đại chúng đồng an tọa. Kính thưa liệt kỷ, thay lời ban tổ chức tang lễ chúng con, chúng tôi xin mạn phép thông qua chương trình lễ truy niệm như sau: 11 giờ tới 1 giờ lễ truy niệm gồm có niệm Phật cầu gia đình.